Minh Trí xin chào anh Minh Hoàng ạ. Dạ, xin chào anh Trí, xin chào quý vị khán thính giả của đài phát thanh SBS. Thưa anh, được biết là chương trình loại bỏ các chất thải nguy hiểm do chính phủ tiểu bang New South Wales khởi xướng. Xin anh cho biết chương trình này hoạt động như thế nào ạ? Dạ, chương trình này của Environment Protection Authority, tức là về cơ quan bảo vệ môi trường của chính phủ New South Wales, làm việc cùng với các chính quyền địa phương và các nhà hợp đồng để thực hiện trên các vùng của Sydney. Trước tiên là ở Sydney và sau đó mở rộng trên toàn New South Wales. Cùng nhau họ sẽ đưa ra những cái địa điểm và những ngày thu dọn, thường là những ngày cuối tuần, và các nhà hợp đồng sẽ dựng lều, phân đường xe chạy và phân loại các chất thải. Các địa điểm này thường mở cửa lúc khoảng 9 giờ sáng và các thành viên của cộng đồng, tức là mỗi người dân chúng ta đó, có thể lái xe đến các điểm này. Nhân viên sẽ đến mở cốp xe, lấy đặt vào xe đẩy và mang đi. Bạn không cần bước ra khỏi xe. Và vào cuối ngày thì các vật liệu này sẽ được phân loại để tái chế, tái sử dụng hoặc loại bỏ một cách an toàn. Dạ thưa anh, những địa điểm ở nơi nào ạ? Các địa điểm này thì sẽ được thông báo trên cái mạng website của epa.newsouthwales.gov.au. Rồi một chút xíu vào cuối chương trình tôi sẽ thông báo lại các trang mạng này để quý vị có thể vô đó để tìm ra những cái địa điểm này. Thưa anh, những loại hóa chất nào mà chính phủ cần phải thu dọn ạ? Có nhiều loại hóa chất mà chúng ta nên đem tới bỏ tại các địa điểm này. Thí dụ như là sơn, nhớt xe, bình điện, bình ắc quy, các hóa chất để giải trí, để làm vườn, để dọn dẹp trong nhà. Đây là các vật liệu mà những ngôi nhà hiện đại mình thường có trong nhà, trong gara hoặc là để dùng cho xe hơi. Bởi vì chương trình thu dọn này nhằm vào các gia đình nên sẽ có giới hạn về số lượng mà chúng ta có thể đem tới, thường là 20kg hoặc 20 lít cho mỗi lần đem lại. Có nghĩa là mỗi lần mình chở chỉ được 20kg hoặc 20 lít thôi phải không ạ? Từ 20kg hoặc 20 lít trở xuống mình không có cái số lượng lớn, tại vì người ta chỉ nhắm vào cái gia đình tư nhân thôi, không phải mở cho business. Thành ra các business sẽ không có một cái chỗ chương trình riêng dành cho họ. Và cái chương trình này là miễn phí do chính phủ tài trợ, thành ra họ chỉ giới hạn cho những cái tư gia và những thành viên cộng đồng thôi. Thưa anh, như vậy xin anh cho biết cách thức chở như thế nào để cho có sự an toàn? Các hóa chất trong nhà của chúng ta, trong gara, thì chúng ta muốn chở cho an toàn thì phải gom lại ở một nơi, để không bao giờ để các hóa chất gần các chỗ nóng, ví dụ gần bếp lửa rồi chẳng hạn, hay những nơi có tia lửa. Chúng ta cần dán nhãn không rõ lên các loại vật liệu mà mình không biết, đừng đoán mò nếu mà chúng ta không chắc. Các nhà hóa học sẽ tìm ra qua các cuộc thử nghiệm sau khi mà chúng ta đã đem lại. Đừng có pha lẫn các hóa chất này với nhau, bởi vì chúng có thể phản ứng với nhau và gây ra những cái vụ nổ hoặc là những vụ cháy. Ví dụ mình đem cái bình axit chẳng hạn mà mình đổ vô trong một cái bình hóa chất khác, nó có thể có những cái phản ứng hóa học xảy ra mà mình không biết trước được. Và nó có thể bốc hơi, làm cho cái hơi độc nó lan ra và chúng ta có thể bị ngộ độc. Và mình nên dán nhãn một cách rõ ràng. Tốt nhất là mình để trong cái bình nguyên thủy của nó, tức là lúc mình mua cái nhãn của nó sao mình để nguyên như vậy. Và mình phải dặn cho chặt lại, đừng có để cho nó rỉ và để dựng đứng. Đừng có để nằm ngang, nằm nghiêng, nó có thể chảy ra ngoài. Và nó có thể mix up với những cái loại hóa chất khác. Dạ, xin anh cho biết là ví dụ như một người nào đó mình không biết cái đó là hóa chất nguy hiểm, thì mình lỡ bỏ vô cái thùng rác mà bình thường mà mỗi tuần mà council chở đi đó anh, đem đi bỏ đó, thì hậu quả sẽ như thế nào? Trong những cái gia đình ngày nay thì có rất nhiều loại hóa chất trong nhà để tẩy rửa, hoặc là các loại sơn, các loại thuốc diệt côn trùng. Những hóa chất này nếu bỏ không đúng thì nó sẽ chảy vào cống rãnh. Việc bỏ không đúng có nghĩa là đem những cái hóa chất này để bỏ vào cái thùng rác của mình, và người dọn rác thì họ sẽ đem họ đổ vào cái bãi rác chung của thành phố, thì có thể gây ra những mối nguy hiểm như là làm hại các công nhân vệ sinh khi họ thu gom rác, bởi vì họ không nghĩ đó là các loại hóa chất, họ cứ nghĩ nó là rác thông thường. Nó có thể đổ phải bể hoặc bốc hơi lên làm cho các công nhân này bị nhiễm độc, hoặc là nhiễm bẩn các bãi chứa hoặc hệ thống xử lý nước thải, hoặc là nếu mà chúng ta đổ vào cầu tiêu hoặc cống rãnh thì nó có thể làm hại đến cái môi trường và nhiễm bẩn nguồn nước khi nếu nó thấm vào đất và đi vào cái nguồn nước ngầm, và gây nguy hiểm cho trẻ em và súc vật nuôi nếu làm đổ chung quanh nhà. Và nó có thể đi vào các loại cây trái mà chúng ta có thể sau đó chúng ta có thể ăn và có thể bị ngộ độc.
phần nhiều các vật loại này đều có thể được tái sử dụng hoặc tái chế, sẽ tốt hơn rất là nhiều nếu mà hơn là việc chúng ta đem bỏ nó vào bãi rác. Do đó chúng ta cần phải quyết định một cách đúng đắn để đặt những cái loại hóa chất này riêng và đưa đến những cái nơi để tái chế và tái sử dụng của nó. Dạ, thưa anh, như vậy thì loại hóa chất nào thường được thu hồi nhiều nhất ạ? Các loại thường được thu hồi nhiều nhất, thứ nhất là sơn, thứ hai là dầu, kể cả các loại nhớt xe, dầu ăn, dầu chiên xào, chì từ cái bình điện ắc quy, axit trong bình điện ắc quy, các bình ga là những thứ thường nhất, chúng ta thường gặp nhất ở trong nhà của các cộng đồng của chúng ta. Thưa anh, như vậy là các trung tâm tái chế của cộng đồng thì họ hoạt động như thế nào? Các trung tâm này đã được chính phủ phân bổ gần 70 triệu để nhằm thứ nhất là điều hành các quỹ về môi trường, xây mới hoặc nâng cấp các trung tâm xử lý chất thải và tái chế. Tiếp tục các chương trình thu gom hóa chất tại các tư gia, thí dụ như chúng ta thấy những cái cao sồ, những hội đồng địa phương thường bỏ những cái tờ giấy clean out á vào trong các hộp thơ để nói cái ngày họ tới họ thu dọn. Tiến hành các chương trình thông tin và giáo dục các hộ gia đình và các hội đồng địa phương. Phát triển một hệ thống điều hành và báo cáo trên mạng. Mục đích của các chương trình này là nhằm cung cấp nơi và dịch vụ thường xuyên và dễ dàng cho các gia đình tại New South Wales để loại bỏ các hóa chất này một cách dễ dàng và miễn phí. Như vậy các loại vật liệu nào có thể đem tới trung tâm tái chế của cộng đồng ạ? Trong nhà chúng ta thì có nhiều loại vật liệu có thể gây nguy hiểm. Nếu không được cất giữ và loại bỏ một cách an toàn, các vật liệu sau sẽ được tái chế miễn phí tại các trung tâm này. Ví dụ như sơn, bình ga, bình chữa lửa, dụng cụ báo khói, dầu, các loại dầu và kể cả nhớt xe và bóng đèn, nhất là các bóng đèn thủy ngân mà mình thấy ở trong nhà chúng ta thường có những cái bóng đèn huỳnh quang đó, nó cũng có các hóa chất trong đó, và các bình điện của xe hoặc là bình điện của gia đình.